chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Đại lộ Vinh, cửa lò là dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu năm 2010 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án có chiều dài 10,8 km, mặt đường rộng 160 m, đi qua địa phận thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Khi hoàn thành, đây sẽ là đại lộ lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Đồng thời, công trình được kỳ vọng tạo trục giao thông kết nối nhanh khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. Đại diện Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, đến năm 2014, dự án triển khai được hơn 3 km với kinh phí hơn 600 tỷ đồng thì phải dừng do thiếu vốn. Đến năm 2017, dự án tiếp tục được triển khai sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy mô nền đường từ 160 m xuống 95 m. Kinh phí giai đoạn 1 dự án lúc này được điều chỉnh hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 1.100 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách địa phương. Hiện đại lộ Vinh, cửa lò đã thông xe hai làn đường, mỗi làn rộng 9 mét. Điểm đầu của đại lộ giao với đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Điểm cuối giao với đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Tạm thời giúp các phương tiện lưu thông từ thành phố Vinh xuống phố biển Cửa Lò được rút ngắn, thuận tiện và tránh ùn tắc kéo dài vào mùa du lịch. Sau khi hoàn thiện giai đoạn 1 vào năm 2021, công trình thi công giai đoạn 2 từ tháng 7 năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Khu vực thi công giữa hai làn đường được đơn vị thi công che kín, tách biệt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Để kịp tiến độ, hiện liên danh 3 nhà thầu gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp đã huy động tối đa nhân lực, máy móc đồng loạt thi công. Anh Vũ Quốc Lập, kỹ sư chắc đạc, áo đen, Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam cho biết phải đo đạc bắn vị trí độ cao mặt đường liên tục để đảm bảo độ chính xác, giúp việc thi công tránh sai sót, đúng thiết kế. Đại diện Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam cho biết đơn vị trúng các gói thầu với chiều dài hơn 7 km. Đến nay, công ty đã huy động được 200 người cùng máy móc được chia thành nhiều tổ để làm việc ngày đêm, đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến trong vòng 12 tháng, nếu đáp ứng về nguồn vốn, dự án cơ bản hoàn thành trước thời hạn. Cầu Nghi Đức là một trong hai cầu cứng lớn trên tuyến có chiều dài 18m, rộng 17m, hiện đã đạt hơn 90% khối lượng thi công. Tranh thủ nắng ráo, các nhóm công nhân chúng tôi tranh thủ để hoàn thành công việc. Anh Nguyễn Văn Hảo, 35 tuổi, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu chia sẻ, một số hệ thống thoát nước trên tuyến được lắp đặt 62 cống thoát chảy ngầm có hố ga kết nối. Lòng đường rộng được các đơn vị thi công tận dụng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, lắp đặt chạm trộn để quá trình triển khai dự án thuận lợi. Nhà thầu đang thực hiện đóng cọc để xây dựng công trình cầu Nghi Hòa cạnh nút giao đường 72m và đường ven biển. Đại diện chủ đầu tư cho biết theo tiến độ là 36 tháng. Tuy nhiên, nếu đảm bảo về nguồn vốn, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào tháng 7 năm 2024, nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hồi tháng 8 năm 2022, Nghệ An đã thống nhất đề án nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh để mở rộng địa giới và không gian đô thị thành phố. Đại lộ Vinh Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch khi thành phố Vinh chính thức được mở rộng về phía biển. Theo quy hoạch lâu dài, dọc tuyến đường này sẽ có không gian đô thị chia thành 5 phân khu với chức năng riêng như khu vực thương mại, đào tạo, không gian xanh, du lịch, giải trí.